Cô gái tên Marian này đang lẻn vào nhà lãnh chúa để ăn trộm một con ngựa. Đen đủi là cô đã bị lãnh chúa Robin phát hiện ra, nhưng Robin đã bị vẻ đẹp của cô thu phục. Rồi anh nói sẽ cho cô lấy ngựa đi nếu cô nói ra tên của mình. Đó là điều quá đơn giản để Marian liền thực hiện nó. Kể từ đó cả hai người đã trúng tiếng sét ái tình. Chẳng mấy chốc hai người họ đã đến với nhau, yêu nhau thắm thiết, quấn quýt bên nhau. Nhưng cũng không lâu sau thì họ phải tạm xa nhau vì quận trưởng đã gọi Robin lên đường nhập ngũ để tham gia chiến đấu trong cuộc thập tự chinh thứ 3. Mặc dù không muốn xa người yêu, nhưng anh không thể chống lại lệnh nên anh đành để Marian ở lại để lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện 4 năm thì Robin cũng được chuyển đến chiến trường, nhưng vừa đến nơi thì nhóm của anh đã bị quân địch phục kích. Dù chỉ có một tên nhưng sức mạnh của chiếc nỏ thần là quá khủng khiếp, vô số những người đồng đội của Robin đã chết với mũi tên của hắn. Không thể ở im để cho hắn tấn công, thế là Robin cùng những người khác liền đứng dậy phối hợp để hành động. Và rồi Robin cũng đã tiêu diệt được hắn ta. Cứ nghĩ như vậy là đã an toàn, ai ngờ đó là một cái bẫy của quân địch. Hai chục tên đang đứng trên nóc nhà để theo dõi. Đợi đến khi đi đến chỗ thích hợp liền bắn cung tấn công họ, lại thêm hàng chục đồng đội của Robin tiếp tục hy sinh. Không thể chống lại, bọn họ liền ra tín hiệu bắn đá cho quân hỗ trợ. Ngay sau đó hàng trăm viên đá được bắn vào thành của quân địch khiến chúng chết nhiều vô kể. Thế là quân của Robin cũng đã giành chiến thắng, những quân địch còn sống cũng đã bị bắt lại rồi bị tra tấn một cách tàn nhẫn. Ngay cả những đứa trẻ mới lớn họ cũng không tha, cho dù bố của cậu bé có cầu xin thì họ cũng không để ý. Thấy vậy, Robin liền đứng ra ngăn cản họ giết cậu nhóc, nhưng rồi cậu nhóc đó vẫn bị giết. Không cứu được cậu nhóc, Robin lại quay sang cứu bố của cậu nhóc. Bố của cậu tên là John. Hành động này của Robin đã khiến anh bị khai trừ ra khỏi đội, sau đó thì được đưa lên thuyền cứu trợ để trở về nước Anh. Và Robin cũng không hề hay biết rằng người đàn ông tên John vừa được anh cứu cũng đã lẻn lên thuyền đi cùng anh. Ngay khi trở về nước Anh, Robin liền phóng ngựa như điên về nhà. Nhưng lúc này khu nhà của anh đã biến thành một đống đổ nát như một chiến trường. Thì ra đây chính là kế hoạch của tên quận trưởng. Hắn ta đã gọi anh lên đường nhập ngũ rồi trong lúc anh đang chiến đấu thì hắn đã tự viết một giấy báo tử. Làm những người hầu nghĩ rằng chủ nhân của mình đã chết để hắn có thể vơ vét hết tài sản của anh. Sau khi nhận được tin anh đã chết, người con gái anh yêu là Marian cũng đã có người yêu mới. Từ một lãnh chúa giàu có với hàng trăm thường dân trung thành làm việc cho anh, giờ đây Robin đã trắng tay và anh không còn ai ở bên. Đúng lúc này, người đàn ông tên John mà anh cứu đã xuất hiện trước mặt anh. Thì ra anh đến đây để chống lại tên quận trưởng, trả thù cho con trai mình và cũng là đến để tìm cách kết thúc những cuộc xâm lược của tên quận trưởng. Robin cũng căm hận hắn vì đã cướp đi mọi thứ của mình. Thế là hai người họ đã quyết định cùng nhau lật đổ tên quận trưởng. Thứ duy nhất làm hắn mạnh nhất lúc này chính là tiền, vì tiền của hắn có thể mở rộng binh lính và khởi động chiến tranh. Vì thế kế hoạch đầu tiên của hai người chính là cướp tiền của hắn. Nhưng giờ hai người chưa thể hành động luôn mà trước tiên họ phải luyện tập thêm. Để nói về môn bắn cung thì John là bậc thầy, nên John sẽ là người huấn luyện cho anh ấy. Hai người cùng nhau luyện tập từ ngày này sang ngày khác, cho dù có sắp kiệt sức thì cũng không thể dừng lại. Sau khi cảm thấy mình đã đủ kỹ năng, họ liền bắt tay vào công cuộc ăn trộm tiền của tên quận trưởng. Và mục tiêu đầu tiên của họ là cây cầu thu phí. Nhờ John chỉ dạy mà giờ đây kỹ năng bắn cung của Robin nhanh như chớp, chỉ với đường cơ bản là anh đã hạ được vài tên lính lắt nhất và cướp được hai túi tiền lớn. Và kế hoạch tiếp theo của họ là lấy lòng tên quận trưởng. Vì khi lấy được lòng tin của hắn thì họ sẽ dễ dàng tìm ra kho tiền thật sự đang nằm ở đâu. Thế là anh liền đến tìm tên quận trưởng và tỏ ra là mình không hề hay biết chuyện hắn cướp tài sản của mình. Rồi anh đã ngỏ ý rằng mình muốn đóng góp tiền cho cuộc chiến của hắn. Thế là anh đã được đưa đến một lâu đài. Đây là nơi quyên góp tiền để tên quận trưởng có kinh phí để xâm chiếm các nước khác. Trong khi những người khác chỉ quyên góp một vài đồng bạc lẻ, còn Robin thì chơi luôn cả một túi tiền lớn khiến ai cũng bất ngờ, làm cho tên quận trưởng có chút hứng thú với anh. Nhưng muốn thân với hắn hơn thì anh vẫn cần thêm nhiều tiền, thế là anh lại đi cướp tiền từ những phòng thu thuế của hắn. Anh thực hiện quá nhanh gọn khiến tên quận trưởng không thể biết được tên trộm là ai. Còn Robin vẫn không dừng lại và anh vẫn tiếp tục đi trộm tiền của hắn, nhưng anh không dùng một mình và đã dùng số tiền đó đi phân phát cho những người dân nghèo. Sau khi cướp xong, anh tỏ ra như mình không biết chuyện biết gì và dùng thân phận giàu có đến chơi với tên quận trưởng. Khi các lãnh chúa khác từ chối quyên góp tiền bắt trộm, nhân cơ hội này Robin liền nói một mình anh sẽ quyên góp. Thế là quận trưởng đã đuổi tất cả những người khác đi và chỉ tiếp một mình Robin. Giờ thì Robin đã có được sự tín nhiệm của ông ta. Thấy ông ta đã quá đau buồn vì mất nhiều tiền nên Robin đã quyết định chơi lớn hơn để khiến hắn đau buồn hơn. Giờ anh đã quyết định cướp hẳn vào kho bạc của hắn. Mặc dù biết là sẽ khó khăn nhưng John vẫn đồng ý giúp Robin trong phi vụ này. Sau đó, John liền chạy ra chặn xe tiền của tên quận trưởng để cho Robin có cơ hội chui xuống gầm xe chở tiền đó. Thế là Robin đã thuận lợi vào được kho tiền của hắn. Nhưng đen đủi cho anh là một tên đã đánh rơi một cục vàng xuống đất. Đến khi hắn cúi xuống lấy đã phát hiện ra anh. Ngay sau đó, rất đông binh lính đã kéo đến, chúng liên tục bắn cung khiến anh chỉ biết đứng núp vào cây cột. Nhưng rồi anh cũng đã lấy lại bình tĩnh và quay ra phản công lại chúng, mỗi mũi tên bay đi là một tên lính nằm xuống. Nhưng chúng quá đông anh cũng đành bỏ chạy. Không thể thoát được bằng lối chính, anh đành phi qua cửa sổ để rơi xuống bên dưới. John cũng đã đợi sẵn ở đó, rồi hai người đã đốt bức tường lửa đã chuẩn bị sẵn để bỏ chạy.
Mặc dù anh là ăn cướp, những người dân vẫn vô cùng yêu mến anh vì họ hiểu rằng anh chỉ đang giúp họ lật đổ tên quận trưởng độc ác, ai cũng xem anh là anh hùng. Khắp nơi được treo chiếc mũ trùm đầu như của anh, điều này đã làm cho tên quận trưởng vô cùng khó chịu. Thấy quận trưởng không thể làm gì tên trộm nên thế lực đứng sau hắn sẽ đến đây để xem xét tình hình. Hắn cũng đã mở một buổi tiệc để tiếp đón, và bất ngờ là người yêu cũ Marian cũng đã tới đây và chắc hẳn cô ấy tới đây là có mục đích gì đó. Ngay sau đó người của cô đã đi thu hút, rồi nhân cơ hội cô đã tiếp cận tên quận trưởng và cướp đi chùm chìa khóa, sau đó thì lẻn đến phòng tài liệu của hắn. Thì ra cô muốn tìm được bằng chứng hắn ta phản quốc, cô bắt đầu lục lọi để tìm thứ mình cần, nhưng lúc này một tên lính canh đi qua đã chú ý đến tiếng động của cô. Cũng may Marian đã kịp rời khỏi đây, nhưng lúc này Robin đã bắt được tên đồng bọn của Marian rồi đem anh ấy đến chỗ của tên quận trưởng. Tên quận trưởng không nói nhiều liền cầm dao giết luôn tên đó, nhưng Robin vẫn ra tay để cứu anh ấy một mạng. Chắc hẳn Robin làm việc này để quận trưởng có lòng tin vào mình hơn, đến lúc đó thì anh sẽ dễ dàng lật đổ hắn ta hơn. Và anh ra tay cứu thanh niên kia cũng là do anh hiểu rằng anh ấy cũng đang làm việc tốt giống mình. Sau chuyện này, người của tên quận trưởng lại càng thêm tín nhiệm Robin và giờ anh cũng biết được sự thật rằng hai tên này đã thông đồng với nhau. Chúng vơ vét tài sản của dân để đầu tư chiến tranh cướp ngôi vua của vương quốc này. Để nhanh chóng đạt được mục đích, binh lính của chúng liền khởi hành trong đêm. Để đi vơ vét tài sản của dân, chúng phóng hỏa đốt nhà, lấy đi hết mọi thứ có giá trị, đánh đập và bắt những người không chịu tuân lệnh, Marian cũng bị chúng bắt đi. Thấy vậy, Robin cùng John cùng nhảy xuống cứu cô ấy, và rồi Marian đã nhận ra tên trộm mà cô cùng mọi người luôn ngưỡng mộ là chính là Robin. Nhưng lúc này thì một tên đã chặn đầu bắn pháo về phía họ, cũng may họ đã kịp nhảy xuống trước khi bị nổ tung. Sau đó thì John đã ở lại giữ chân, Robin cùng Marian cùng đi đến mỏ than để kêu gọi những nô lệ của tên quận trưởng đứng lên lật đổ hắn. Không ai trong số họ muốn làm nô lệ mãi nên họ liền đồng ý cùng Robin đứng lên lật đổ tên quận trưởng. Sau khi biết ý đồ chuyển tiền qua Ả Rập để mua binh lính của tên quận trưởng, bọn họ liền lên kế hoạch trước khi hắn chuyển tiền đi. Sau đó cùng nhau đào một đường hầm và lắp đường dây đến kho tiền của hắn. Bên này hắn cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, hàng nghìn binh lính bao quanh thành để bắt đầu chuyển tiền vừa cấp được về kho trước khi đi Ả Rập. Lúc này người của Robin cũng đã kéo đến, ai cũng ăn mặc giống như Robin để dụ tên quận trưởng cho hết lính đến đó bắt trộm. Sau đó thì hai bên lao vào chém giết lẫn nhau. Còn lúc này Robin và những người khác đang ở dưới hầm đốt lửa làm mặt đường nứt ra làm xe tiền rơi xuống dưới. Rồi Robin đã tẩm xăng và bắn nổ xe tiền để lấy hết túi tiền bên trong, rồi vận chuyển ra bên ngoài bằng đường ra đã chuẩn bị trước. Lúc này tên quận trưởng cũng đã quay trở lại, thấy vậy Robin cùng mọi người cho sập đất đá để chặn chúng, sau đó thì ra sông để bắt đầu vận chuyển tiền đi. Còn Robin thì lại quay vào bên trong để cùng chiến đấu cùng những người khác. Nhưng khi nhìn những người nô lệ vì nghe theo mình mà phải hy sinh, anh vô cùng đau lòng, anh không muốn chết thêm một người nào nữa, nên anh đã đứng lên nhận hết lỗi lầm về mình và anh sẵn sàng hy sinh bản thân để có thể chấm dứt trận chiến này. Thế là anh đã bị binh lính bắt đem về cho quận trưởng, sau đó thì anh đã bị hắn đánh cho một trận như tử. Đúng lúc nguy hiểm thì một tên lính đã vùng lên giết chết những tên lính khác, thì ra đó là John đã trà trộn vào đây để giết hắn ta. Rồi John đã quấn dây quanh cổ và treo hắn lên trên cao cho đến chết. Sau đó Robin đã lấy hết chiến lợi phẩm chia cho tất cả những người dân nghèo. Kể từ đó những người nô lệ lại có một cuộc sống no đủ, không còn bị hành hạ và không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Robin và Marian cũng đã quay lại với nhau. Đến đây bộ phim cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo. Hey, mọi người thấy video thế nào? Hãy cho Thỏ biết ở bên dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà mọi người thấy hay thì hãy cho Thỏ một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình trong những video sắp tới nha. Cảm ơn mọi người.